Siêu bão Manji nối đuôi Usagi, Biển Đông đón cơn bão số 9. Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Bùi Văn Cường. Phát sinh tình cảm với bố đơn thân trên mạng xã hội, người phụ nữ mất 4 tỷ. Xác định tội danh 20 bị can trong vụ cô gái 27 tuổi bị tông tử vong ở Hà Nội. Bão Usagi gây gió giật cấp 11, trên biển xuất hiện thêm bão Manji. Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Siêu bão Manji nối đuôi Usagi, Biển Đông đón cơn bão số 9. Sáng ngày 16 tháng 11, ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão Manji đã mạnh lên cấp 16, giật cấp 17, cấp siêu bão. Vị trí của siêu bão Manji lúc 7 giờ sáng nay ở vào khoảng 12,5 độ vĩ bắc, 126,7 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16, 184-201 km/h, giật cấp 17, di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ 20-25 km/h. Dự báo trong 24 giờ tính từ thời điểm trưa ngày 16 tháng 11, siêu bão Manji di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 20-25 km/h và duy trì cường độ cấp 16. Đến khoảng chiều ngày 17 tháng 11, siêu bão Manji sẽ đổ bộ vào khu vực đảo Luzon, Philippines và suy yếu dần. Khoảng sáng ngày 18 tháng 11, bão Manji sẽ di chuyển vào Biển Đông, trở thành bão số 9 ảnh hưởng đến nước ta trong mùa bão lũ năm 2024. Ông Nguyễn Văn Hưởng lưu ý, thời điểm bão Manji di chuyển vào Biển Đông cũng là lúc Biển Đông chịu tác động của một đợt không khí lạnh mạnh. Tương tác của không khí lạnh và bão Manji sẽ làm cho cường độ và hướng di chuyển của bão Manji sẽ có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, điều lưu ý nhất lúc này đó là tương tác của không khí lạnh và bão Manji sẽ làm cho thời tiết của khu vực Biển Đông trong những ngày tới sẽ rất xấu, gió mạnh, sóng cao và biển động, và diễn biến của cơn bão Manji này sẽ còn nhiều thay đổi, cần theo dõi sát. Ngoài bão Manji, bão Usagi đang hoạt động ở khu vực phía đông của vùng biển phía đông bắc của Biển Đông. Dự báo trong ngày 16 tháng 11, bão Usagi sẽ đổ bộ vào khu vực Đài Loan, Trung Quốc, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan đi. Bão Usagi gây gió giật cấp 11, trên biển xuất hiện thêm bão Manji. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong khi bão Usagi đang gây gió giật cấp 11, trên biển xuất hiện tiếp một cơn bão có tên quốc tế là Manji. Vào hồi 1 giờ ngày 16 tháng 11, vị trí tâm bão Usagi ở vào khoảng 22 độ Vĩ Bắc, 120,1 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Nam Đài Loan, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, 62-88 km/h, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h. Đến 1 giờ ngày 17 tháng 11, bão Usagi ở vào khoảng 23,4 độ Vĩ Bắc, 121,9 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Đài Loan, Trung Quốc. Sức gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 10-15 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông, độ rủi ro thiên tai cấp 3. Ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2-3 mét, vùng gần tâm bão từ 3-5 mét, biển động rất mạnh. Về bão Manji, đang hoạt động trên vùng biển phía đông miền Trung Philippines, vào hồi 1 giờ ngày 16 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12 độ Vĩ Bắc, 127,8 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông miền Trung Philippines, với sức gió vùng gần tâm bão cấp 15, 167-183 km/h, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25 km/h. Đến 1 giờ ngày 17 tháng 11, bão Manji ở vào khoảng 14,4 độ Vĩ Bắc, 124 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông miền Trung Philippines. Sức gió cấp 15, giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25 km/h.
Đến 1 giờ ngày 18 tháng 11, bão Manji ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc, 119,7 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió cấp 12-13, giật cấp 16, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20 đến 25 km/h, đi vào Biển Đông và suy yếu dần. Vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông rủi ro thiên tai cấp 3. Do ảnh hưởng của bão Manji, từ chiều ngày 17 tháng 11, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, 13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, vùng gần tâm bão 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn. Trong khi đó, vùng Bắc Biển Đông gió giật cấp 12, biển động mạnh do ảnh hưởng của bão Usagi. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào chiều ngày 15 tháng 11, bão Usagi di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h. Lúc 13 giờ ngày 15 tháng 11, vị trí tâm bão Usagi ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc, 120,2 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Nam Đài Loan Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, 89 đến 102 km/h, giật cấp 12. Bão Usagi di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h. Rất khó dự báo điểm đổ bộ của bão Manji. Theo tin mới nhất từ Cơ quan Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines PAGASA, bão Manji dự kiến sẽ gia tăng cường độ nhanh chóng từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 11 và có khả năng trở thành siêu bão trước khi đổ bộ vào đất liền vào tối ngày 16 hoặc sáng ngày 17 tháng 11. Khi vào đất liền, Manji có thể suy yếu nhẹ nhưng vẫn duy trì sức mạnh của bão cuồng phong. Sau đó, bão này sẽ tiến vào Biển Đông vào ngày 18 tháng 11 với cường độ bão nhiệt đới mạnh. Bên cạnh đó, bão Usagi, còn được gọi là Ophel ở Philippines, cũng đang hoạt động gần khu vực Biển Đông. Mặc dù Usagi đang suy yếu và di chuyển ra khỏi vùng dự báo của Philippines, PAR, dự kiến bão này có thể quay lại PAR trong tối ngày 15 tháng 11. Theo dự báo, Usagi sẽ di chuyển về vùng biển phía Tây Nam Đài Loan từ tối ngày 15 tháng 11 đến rạng sáng ngày 16 tháng 11 và có thể đổ bộ vào khu vực này trong sáng hoặc chiều ngày 16 tháng 11. Sau khi quét qua Đài Loan, Usagi sẽ tiếp tục di chuyển ra vùng biển phía đông của hòn đảo vào ngày 17 tháng 11. Các chuyên gia quốc tế dự báo rằng bão Usagi từng đạt cường độ siêu bão sẽ tiếp tục suy yếu do điều kiện thời tiết bất lợi và ảnh hưởng của địa hình đồi núi tại Đài Loan. Đến tối ngày 17 tháng 11 hoặc sáng ngày 18 tháng 11, Usagi có thể chỉ còn là áp thấp nhiệt đới. Dự báo cho thấy bão Manji sẽ vào Biển Đông trong tối ngày 17 tháng 11 hoặc sáng ngày 18 tháng 11, bất kể điểm đổ bộ cụ thể. Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Bùi Văn Cường. Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015-2020 và các ông Nguyễn Xuân Ký, Bùi Văn Cường. Ngày 15 tháng 11, Bộ Chính trị đã xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị nhận thấy Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, quy chế làm việc. Cơ quan này cũng thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong tổ chức thực hiện gói thầu xây lắp số 13, dự án đường ven sông do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An, Công ty Thuận An thực hiện. Một số cán bộ đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt của tỉnh, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát,
lãng phí lớn tiền, tài sản của nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương. Bộ Chính trị nhận định ông Nguyễn Xuân Ký trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ông Ký cũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát, lãng phí lớn tiền, tài sản của nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương. Bộ Chính trị cũng nhận định Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015-2020 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong tổ chức thực hiện gói thầu xây lắp số 3, dự án đấu thầu xây dựng đường Hồ Chí Minh, đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột do công ty Thuận An thực hiện và một số dự án điện mặt trời. Một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt của tỉnh, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015-2020 giai đoạn từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 10 năm 2020 gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát, lãng phí lớn tiền, tài sản của nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương. Theo Bộ Chính trị, ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ông Cường cũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát, lãng phí lớn tiền, tài sản của nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm của các tổ chức đảng và đảng viên nêu trên, theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật, cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015-2020 và các ông Nguyễn Xuân Ký, Bùi Văn Cường. Bộ Chính trị cũng đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng. Trước đó, theo thông cáo báo chí số 5 kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 ngày 25 tháng 10 từ 11 giờ, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Chiều ngày 25 tháng 10, Văn phòng Quốc hội phát đi thông cáo báo chí cho hay kỳ họp thứ 8 Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết 157/2024 về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Bùi Văn Cường. Ông Bùi Văn Cường thôi giữ các chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15, nghỉ hưu theo nguyện vọng cá nhân và hưởng chế độ chính sách theo quy định hiện hành. Ông Bùi Văn Cường, 59 tuổi, quê xã Thăng Long, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Ông là tiến sĩ kỹ thuật an toàn hàng hải, thạc sĩ an toàn hàng hải, kỹ sư điều hành tàu biển, cử nhân Anh Văn. Ông Bùi Văn Cường là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, dự khuyết 12-13, đại biểu Quốc hội khóa 13-14-15. Ông được Quốc hội bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội từ tháng 4 năm 2021 và giữ chức vụ này đến thời điểm được Quốc hội miễn nhiệm. Mới đây, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo của một phụ nữ về việc bị mất 4 tỷ đồng khi làm bạn với một người trên mạng xã hội. Theo đó, chị T, trú tại Hà Nội, nhận được tin nhắn làm quen trên mạng xã hội. Người này giới thiệu mình là bố đơn thân, làm việc tại một công ty lớn. Quá trình nói chuyện, chị T phát sinh tình cảm. Sau đó,
Người này thông báo đi công tác và gửi quyết định đi công tác của công ty và vé máy bay, video khi đến sân bay, video nhận khách sạn. Điều này khiến chị T hoàn toàn tin tưởng. Vài ngày sau, người đàn ông có gửi cho chị T một đường link nhờ chị T thao tác giúp. Lúc đầu, ông bố đơn thân nạp 100 triệu đồng và nhờ chị T rút ra được số tiền 115 triệu đồng. Sau đó, người này bảo chị lập tài khoản mới, chờ có cơ hội lãi nhiều mới tranh thủ chơi. Chị T được hướng dẫn thao tác, từng khung giờ vào chơi có cơ hội có lãi. Chỉ trong vòng 6 ngày, chị đã thực hiện 14 giao dịch với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng. Khi chị định rút tiền thì hệ thống báo lỗi. Lúc này, chị được yêu cầu nạp hơn 900 triệu đồng thì mới được rút tiền ra. Nghi ngờ bị bố đơn thân lừa, chị T đã đến cơ quan công an trình báo sự việc. Ngày 15 tháng 11, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trương Chí Hiếu, 23 tuổi, Nguyễn Phú Dân, 24 tuổi, Huỳnh Ngọc Em, 40 tuổi và Trương Trường An, 29 tuổi, cùng về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 8 tháng 11, người dân phát hiện một khẩu súng kiểu dáng Zulu bằng kim loại màu đen. Bên trong có 6 viên đạn tại căn nhà hoang ở ấp Đập Thủ, xã Tân Quế Trung, huyện Vũng Liêm đã trình báo công an. Kết quả giám định của Phân viện Khoa học Hình sự Bộ Công an xác định khẩu súng trên là vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng và thuộc vũ khí quân dụng. Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã xác định các bị can có liên quan đến súng, đạn nói trên nên mời về làm việc. Tại cơ quan công an, An khai đã mua khẩu súng và đạn trên mạng xã hội từ năm 2020. Đến tháng 10 năm 2023, An giao súng cho Hiếu và Dân cất giấu theo yêu cầu của Huỳnh Ngọc Em. Sau đó khẩu súng cùng đạn đã bị phát hiện. Được biết, Ngọc Em đã bị khởi tố trong một vụ án cố ý gây thương tích khác. Liên quan đến vụ cô gái 27 bị tông tử vong, ngày 15 tháng 11, Công an Hà Nội cho biết, căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hồng Nhung, 19 tuổi, NTMK, 16 tuổi, về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và gây rối trật tự công cộng, khởi tố bị can đối với 18 người khác về hành vi gây rối trật tự công cộng và áp dụng biện pháp tạm giam đối với 20 người nêu trên. Trước đó, khoảng 0 giờ 15 phút ngày 3 tháng 11, chị NHQ, 27 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đi xe máy dừng chờ đèn đỏ tại khu vực ngã tư Trần Hưng Đạo, Ba Triệu, hướng đi từ ga Hà Nội về bệnh viện 108. Lúc này, một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy đi theo chiều ngược lại trên phố Trần Hưng Đạo về ga Hà Nội với tốc độ cao đã va vào chị Quy làm chị Quy ngã ra đường. Hậu quả chị Quy tử vong tại chỗ. Ngày 16 tháng 11, lãnh đạo Ủy ban nhân xã Bà Điểm cho biết người dân địa phương vừa phát hiện hai bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên đường kênh Tây 2. Hai bé trai sau đó được các nhân viên trạm y tế xã chăm sóc ban đầu và đưa vào bệnh viện huyện Hóc Môn. Hiện tại sức khỏe của hai bé trai ổn định. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân xã Bà Điểm, đơn vị đang làm báo cáo, bên cạnh việc tìm cha mẹ ruột của hai bé trai thì cũng hoàn tất các thủ tục để chăm lo tốt nhất cho hai bé. Trước đó, người dân trên nghe tiếng khóc của trẻ em vào khoảng 3 giờ sáng nên kiểm tra. Hai bé trai sơ sinh nằm trong thùng xốp được phát hiện kèm tờ giấy với nội dung: "Tôi tên NTH, sinh năm 2000, tôi đã sinh hai bé trai lúc 7 giờ ngày 15 tháng 11. Vì chồng bỏ đi, tôi không có đủ kinh tế, khả năng nuôi hai bé. Mong ai có khả năng xin nhận nuôi hai bé." Người dân sau đó lấy đồ thay cho hai bé trai và trình báo cơ quan chức năng. Trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, cơ quan chức năng ban đầu phát hiện vào khoảng 1 giờ sáng có người chạy xe máy tới để hai bé trai ở gốc cây trước nhà dân rồi rời đi. Nhiều nhà ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh ngập lênh láng vì chiều cường. Người dân sống trên đường Phú Định, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên chịu cảnh nước tràn vào nhà, đi lại khó khăn mỗi đợt chiều cường dâng cao. Từ khoảng 17 giờ ngày 15 tháng 11, chiều cường dâng cao khiến đường xá, nhà cửa tại khu vực đường Phú Định, phường 16, quận 8 ngập nặng. Nước ngập cao gần tới giường ngủ, người dân phải kê đồ đạc, tủ lạnh, máy giặt lên cao để tránh hư hỏng. Nước ngập vào tận phòng ngủ. Phía sau nhà của một hộ dân trên đường Phú Định, nước ngập tới đầu gối. Người dân cho biết vào những ngày chiều cường, mọi hoạt động, sinh hoạt đều bị gián đoạn, nước ngập cả vào nhà vệ sinh. Mỗi tháng, người dân trên đường Phú Định có hơn 10 ngày sống cùng chiều cường. Nằm lọt thỏm bên cạnh đường Phú Định là hàng chục ngôi nhà ọt ẹp, nước ngập lênh láng. Trên đường Phú Định, phường 16, quận 8, nhiều căn nhà thấp hơn mặt đường 1 đến 1,5 mét.
nhiều người dân đã bỏ đi vì không chịu nổi cảnh sống trong vùng rốn ngập. Mỗi lần mưa lớn hay chiều cường dâng lên, nước từ ngoài đường tràn vào nhà gây ngập nghiêm trọng, đồ đạc hư hỏng. Sau mỗi lần ngập, người dân phải mất 2 đến 3 tiếng dọn dẹp nhà cửa. Để chống chọi với chiều cường, người dân đã xây lên các bậc bê tông rào chắn bằng nhiều vật dụng, chiếm hơn nửa mặt đường Phú Định, chỉ chừa lại khoảng hơn 1 mét để người dân đi lại. Mỗi nhà dân tại đây đều trang bị máy bơm, xây tường bao, chuẩn bị sẵn các bao cát để ngăn nước tràn vào nhà. Các cửa hàng kinh doanh ế ẩm, buôn bán cầm chừng trên đường Phú Định. Ông Sáu Hữu, sinh năm 1946, cho biết người dân trong khu vực luôn sống trong cảnh chạy lũ. Nước ngập triền miên khiến các tuyến đường từng là bê tông nay mất hút, chỉ còn lại lối đi ngổn ngang đất đá. Người dân thường xuyên té ngã. Nguy hiểm hơn, tuyến đường này còn có rất nhiều học sinh lưu thông. Ở nơi trũng nhất của đường Phú Định, nước ngập gần hết bánh xe. Nước ngập lên gần đến cửa sổ nhà dân. Nhiều phương tiện chết máy, phải dẫn bộ. Để ngăn chiều, một số người dân phải nâng nền lên rất cao so với mặt đường. Người dân luôn hy vọng dự án cống ngăn chiều Phú Định sớm hoàn thành để giải quyết tình trạng ngập úng tại khu vực. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, dự báo mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn, Đồng Nai tiếp tục lên trong 2-3 ngày theo kỳ chiều cường rằm tháng 10 âm lịch. Đỉnh chiều cao nhất trong đợt này có thể xuất hiện vào ngày 16 và 17 tháng 11, tức ngày 16 và 17 tháng 10 âm lịch. Thời gian xuất hiện đỉnh chiều từ 4 đến 6 giờ và từ 16 đến 18 giờ. Đây là kỳ chiều cường cao, khả năng gây ra ngập úng ở những vùng trũng thấp và ven sông, ảnh hưởng tới giao thông và các hoạt động kinh tế xã hội khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn, Đồng Nai ở cấp độ 2. Theo dự báo của các chuyên gia khí tượng, từ ngày 18 tháng 11, một đợt không khí lạnh sẽ di chuyển từ phía Bắc xuống miền Bắc nước ta, khiến nhiệt độ giảm mạnh và gây mưa trên diện rộng, đặc biệt ở khu vực miền Trung. Đợt không khí lạnh này dự báo sẽ mang theo gió lớn và sóng mạnh trên biển, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động hàng hải. Các cơ quan chức năng khuyến cáo các tàu thuyền hết sức chú ý và hạn chế ra khơi trong thời gian này. Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, cho biết đợt không khí lạnh sẽ gây mưa lớn chủ yếu tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Mưa có thể kéo dài và dài rác với khả năng xuất hiện các trận dông mạnh. Ngoài ra, các cơn bão mạnh hiện đang hoạt động ngoài khơi Philippines có thể ảnh hưởng đến Biển Đông và kết hợp với không khí lạnh gây ra những hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa to và gió giật mạnh. Trong khi đó, thời tiết tại miền Bắc từ đêm ngày 14 tháng 11 đến ngày 22 tháng 11 chủ yếu khô ráo vào ban ngày nhưng có mưa vài nơi vào sáng sớm. Từ ngày 17 tháng 11, các khu vực miền Bắc sẽ bắt đầu có mưa nhẹ và trời lạnh vào đêm và sáng sớm. Bên cạnh đó, các tỉnh miền Trung sẽ chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của không khí lạnh từ ngày 18 tháng 11. Tại khu vực này sẽ có mưa rào và dông, có nơi mưa to kèm theo nguy cơ xảy ra lốc xoáy và sét. Những cơn mưa này có thể kéo dài và gây khó khăn cho sinh hoạt của người dân, đặc biệt là khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Ngoài ảnh hưởng của không khí lạnh, trong tháng 12 năm 2024 đến tháng 2 năm 2025, miền Bắc có thể tiếp tục đón các đợt rét đậm, rét hại, đặc biệt ở các vùng núi cao. Các hiện tượng sương muối và băng giá có thể xuất hiện, gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân. Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo người dân cần chuẩn bị ứng phó với những điều kiện thời tiết khắc nghiệt này. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!